Cái hình hoa văn ở trên đây nó có những cái đường vân như thế này nè. À, nhìn rất là đẹp ha. Tại vì ở ngoài sau này cái hình lá sen thì mình không nói rồi. Còn ở cái phần ngoài trước này là cái phần của để mình bia, để mình khắc chữ lên. Đúng rồi. Khắc chữ Hán lên. Còn ở đây là cái hoa văn này thì cũng chưa hiểu lắm. Thì theo tìm hiểu một số thông tin mình được biết thì hai ngôi mộ cổ này của ông Lê Phước Tan và vợ được thiết kế theo hình sen lá úp và nằm trong khuôn viên rộng khoảng 200 m². Cây cối thì mọc tùm, từ lâu đã hoang phế. Khu mộ thì được chôn cắt theo nguyên tắc là nam tả nữ hụ, có 4 hình trụ hình búp sen, nhưng hiện nay đã bị gãy mất 2 trụ. Ngoài ra thì còn có bình phong hậu và bình phong tiên. Điều đặc biệt trong cái khu mộ này thì được xây dựng bằng chất liệu là vôi ô và ô dước, thì được mệnh danh là một hợp chất quyền thoại. Ô dước trước khi đắp lên mộ thì lỏng sền sệt như là nham thạch của núi lửa, hoặc ương ướt như là keo dán, nhưng khi đắp xong thì nó khô đặc lại và có chất tổng hợp được giả nát, trong đó tự kích dính quyện vào nhau thành một khối gắn chắc và bằng cả phân ly. Thì một số cái bô lão địa phương thì kể rằng là ông Lê Phước Tan là trại chủ cái thời Khẩn Quan ở miền Nam trong giai đoạn thế kỷ thứ 17. Thì thời đó thì chính sách của chính quyền là khích lệ cho người dân từ miền Trung tiến vào miền Nam để khẩn quan, khai đất rừng quan lập ấp. Người đứng ra dẫn đoàn khai thác thì được gọi là trại chủ, và một danh xưng tương đương với địa chủ thời Đông Dương thuộc địa. Truyền thuyết thì kể rằng cái ông Tan làm trại chủ đưa một nhóm cái tráng đinh từ miền Trung vào làng Hòa Thuận, thì nay là ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, khai khẩn quan, đắp quan là lập nghiệp. Thì là trại chủ thì ông được quyền thu thuế xuất của dân trại, trích một phần rồi đóng thuế cho nhà cầm quyền. Ông không hề kiêu ngạo mà thường giúp đỡ những người nghèo khó khăn, cực khổ, nên thì được người dân địa phương hết lòng yêu kính và kính trọng ông. Thì để tưởng nhớ ông Khẩn Quan thì người dân đã dùng tên ông để đặt tên cho một cái con gạch cạnh cái xã Long Khánh, đó là gạch Ông Tan. Thì sau khi được Tan ông mất đi và được 100 năm thì những chuyện xung quanh của cuộc sống gia đình ông bỗng dưng sốc dậy, thành những cái chuỗi dây thoại quyền bí được nhiều người dân kể cho nhau nghe vào những lúc trà dư. Trong đó phổ biến nhất là cái câu chuyện của hai người con của ông là mặc áo vua đi thăm đồng ruộng khiến gia đình bị chu di tam tòng. Thì theo truyền thuyết thì lúc thời Nguyễn thì Nguyễn Phúc Ánh bị nhà Tây Sơn truy đuổi phải chạy trốn vào làng Hòa Thuận, thì được ông Tan cu mang che chở vô chu sau Nguyễn Phúc Ánh tấn phong cho ông Tan giữ chức khai sơ khâm sai cai cơ, đồng thời gửi lại một số hành lý nhờ ông Tan cất giữ. Thì ông Tan ngày một già, sức khỏe yếu dần đi, vẫn chưa thấy Nguyễn Phúc Ánh quay về lấy hành lý. Thì lúc sợ không qua khỏi nên ông Tan dẫn dò con cháu là phải bảo quản kỹ lưỡng và hành lý chúa gửi. Sau đó thì ông Tan đã qua đời. Tuy được dặn dò những hai con trai của ông Tan là Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa, tức gọi là cậu gương và cậu sen đó, vẫn tò mò mở gương ra hành lý và xem thử. Khi họ xem thì họ chỉ thấy triều phục vua chúa chứ không thấy cái thứ gì quý giá cả. Nghĩ rằng thì cha đã quá cường điệu sự quý giá của những cái bộ đồ diêm chúa, thì hai cậu con trai này mới vô tư là lấy đầu khâm liệm của cha, vô tư lấy ra khâm liệm cho cha. Số còn lại thì hai anh em gương và sen lấy ra mặt khi đi thăm đồng nè. Một số người thì thấy họ làm vậy là mắc tội, khi quân đã khuyên rằng thì sau này chúa Nguyễn phục quốc sẽ bị xử trảm. Vào thời điểm đến đó thì quân Tây Sơn rất mạnh, thì còn chúa Nguyễn thì buôn ba ở tận cái nước Xin ngày nay ở Thái Lan đó. Nghĩ rằng là chúa Nguyễn thì không còn họ phục quốc, thì hai anh em mới cười cợt với những lời khuyên nhắc bằng cái câu ca dao là khi nào mà chó đẻ bằng giang, gia long quốc ta nhịn đồng. Vào năm sau thì quân Tây Sơn sẽ yếu, lúc đó thì Nguyễn Khanh mới phục quốc lên ngôi và lấy hiệu là Gia Long.
nhớ ơn ông Tang thì nhà vua Sơn Khâm Sai đã tìm gia đình để ông đền ơn. Thế nhưng là nghe cái chuyện câu chuyện hai anh em Gương và Sen miệt thị mình, thì vua Gia Long ban lệnh là tru di tâm tộc, thì tịch thu toàn bộ tài sản của dòng họ Phước. Riêng vợ chồng ông Tang qua đời thì vua còn cho lính là đánh gôi lên mộ và sau đó xiềng xích để không đầu thai. Chưa hết, vua Gia Long còn cho người trồng hai cây thị bên cạnh khu mộ với hàm ý là khinh thị, xem thường dòng họ Phước Lê. Đó là những cái câu chuyện mà mình biết được qua cái tìm hiểu một số thông tin.